Mình là Đức Thầy cho biết là cõi âm thần binh sái dịch ôn chờ mãn phước ra tay bẻ họng hay gì nó như vậy thì chờ mấy ổng lên đây bẻ họng hả à? Chúng âm ti ngu đầu mã diện đang trông chờ đến số bắt hồn, vậy thì để chờ mà nó vì người ta chờ mãn phước nè, chờ đến số người ta bắt đi. Còn mình theo Phật thì tử thần kia đâu dám dắt hồn thoát lưng chuyển khỏi đèo khổ tử. Còn sống bên kia cuộc y thực sống muốn chi đủ thứ không nhọc nhằn lo việc canh nhai, chí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Ngon không? Chúng ta bà tiêm lũng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế, mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ. Thấy không? Đến tội rồi mới hối muộn màng, chi bằng ta sớm lo toan gìn giới lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Ngon không? Như vậy thì mới ngon chứ còn bây giờ để đây rồi đến ha, thế giới mà nó bùng nổ một cái ha, ở Biển Đông đó sóng bể cụ phương Đông chừng nào mới cho xong câu ấy nhân dân hỏi. Vậy thì chừng đó nó nổ một tiếng khoát khoáo ở Biển Đông. Là ở bên này thầy cho biết là tầng ban hậu hận tiên diêu động, năm quốc lương dân kiến linh xa, hồn qua đô hội lưu giang quyết dư đảng dọc ngang cấp ma đó. Chừng đó mình tránh được không quý vị? Đó thầy nói đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, vậy sớm mau kiếm chữ mà thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Dạ thưa quý vị, thì chương trình trao đổi trước tiên thì chú Năm cũng trình lễ ba ngôi thờ để tam bảo cảm ứng chứng minh và chương trình để thuyết đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Giáo Chủ Kim Sơn Phật. Kính thưa anh ba, chủ sự gia đình, kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo, thưa cùng toàn thể chư quý vị, thì với cái nhân sự tuần sự mà thành hậu Châu Phú đề hiệp đồng trở về tại gia đình của anh ba. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng Chạp niên Tân Sửu, cũng là ngày mà chúng ta đồng trở về tại tư gia của anh ba, rồi dự qua cái buổi lễ dỗ cho hiền tử của anh ba. Thì trong khi cái bổn phận mà chúng ta đã vừa xong và cũng nhân sự tùng sự này rồi, chúng ta để ngồi lại đây mà tâm sự chuyện trò đạo đức, để ngồi nhắc nhớ, để rủ nhau tu tập hàng ngày. Thưa cùng quý vị, thì trên cái bước đường mà Đức Thầy còn chưa chở rót, thì chúng ta với cái bổn phận thì cũng như là một cái tín đồ thì phải nghe dân lời của Đức Thầy đã chỉ dạy, phải cố gắng làm sao hết cái bổn phận của mình để cho là ngày Đức Thầy chở gót mà chúng ta không thẹn với cái sự ấy. Bổn phận không phải riêng gì năm tiếp, tuy rằng nói là cái đời tu sĩ độc thân nhưng là cũng là với cái sự cái học cái hiểu cái biết của mình mà thôi, với cái hạn cuộc. Chứ chừng nào mà hãy như mà không được cái gì đó quý vị đồng đạo thì chúng tôi tâm sự chuyện trò nhiều hơn. Thì bây giờ thì nói với cái sự hiểu biết của mình thôi nha, để cho bà con mình là tại vì Đức Thầy cho biết là cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài ắt lên, hay là cầu cho mối đạo hoằng khai, cầu cho trăm họ bồng lai được gần. Vậy thì bây giờ bổn phận chúng ta thì phải là hết sức và trao dồi cho trí tuệ được phát khai, mà Đức Thầy đã cho biết là nên bổn phận chúng ta phải noi theo trí đức tiền nhân hầu làm cho trí tuệ minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh, như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại.
và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Thưa cùng toàn thể chứ quý vị, hôm nay chúng tôi cũng đem cái sự là đem cái sức của mình, tuy rằng là con tầm thì ăn lá thì phải đền ơn cho chủ, rồi bổn phận trò phải biết ơn thầy và biết ơn là trong nhân loại nữa. Thế nên hôm nay tâm sự chuyện trò đạo đức mà Đức Thầy đã đem truyền dạy hôm nay là 82 năm và vắng mặt là cũng 75 năm rồi, thì trải qua từng lớp mà các bậc chú các anh đã làm cái bổn phận ấy không ngớt. Hôm nay chúng tôi cũng nguyện đời đời mà làm cái bổn phận ấy, lăn cái bánh xe pháp của Đức Thầy thì mãi mãi. Vì vậy cho nên chúng tôi là không là dám trễ và không là dám chán nản trên con đường đạo hạnh, và phải ngày ngày tấn kiện. Tôi là xin hứa cùng toàn thể chứ quý vị là khi nào mà Đức Thầy chở rót tôi mới dừng lại không trao đổi đạo đức nữa, thì chừng đó là ai ai cũng là có bổn phận, ai ai cũng là giác ngộ hết rồi. Tôi khỏi nói nữa quý vị, bây giờ còn ngủ tô nha, vì chúng ta còn là trong cái sự mà hiện tại đó quý vị, thì nào là cái sự là sống ở ngoài đời là bẩn chợt đua chen, nào là danh lợi nó quá đi vậy, cho nên là chúng ta còn là bị danh lợi mà quá nhiều, bị gì mọi người là buôn bán việc này việc nọ, lo việc tảo tần sớm hôm cũng vì cái do cái sanh nhai mà ra tất cả. Thế nên hôm nay Đức Thầy cho biết là chớ nước sâu mà bị gào thưa, dân đông đảo lời truyền chẳng xiết vậy đâu quý vị. Cho nên Đức Thầy, tại vì truyền đạo có 7 năm 10 tháng 7 ngày Đức Thầy đã vắng mặt rồi đó, vậy cho nên là buộc lòng chúng tôi phải gắng sức và để là rủ bà con ở nơi này nơi nọ, là khi mà Đức Thầy đã vắng mặt, giả lại có những cái hàng hậu tấn sau này chưa gặp mặt Đức Thầy cũng như tôi đây, thì chỉ học qua giáo lý của Thầy để lại mà thôi. Thưa cùng quý vị, cho nên Đức Thầy cho biết là phận môn đệ phải lo dung quán, tầm sức nhỏ còn làm nên kén người không lo, có thẹn hay chăng cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công Đức Phật từ bi vô lượng. Thưa cùng quý vị, thôi giờ cái lời nói đầu tiên của chúng tôi là gãy gọn vậy thôi nha quý vị, để đi sau vào buổi trao đổi hôm nay. Bây giờ hôm nay tôi muốn trao đổi cùng toàn thể chứ quý vị qua hai câu thánh ngôn của Đức Thầy đi, cho nó rộn thôi. Thời gian là cái không có, và cái sức khỏe mình nó cũng không biết cho phép được bao nhiêu, thì mình đem hết khả năng bao nhiêu thôi nha quý vị. Thưa cùng quý vị, thì hôm nay trao đổi qua cái câu của Đức Thầy đó, lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Đó, như vậy thì lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Vậy thì hai câu này ở trong cái quyển là Giác Mê Tâm Kệ nha quý vị, là cái quyển thứ tư mà Đức Thầy đã viết năm 1939, khi mà Đức Thầy ra đời truyền đạo, Ngài viết tại là Hòa Hảo, thì trong bốn quyển. Thưa cùng quý vị, mà cái quyển nhất, quyển nhì, quyển ba, quyển tư, quyển thứ tư là Giác Mê Tâm Kệ, tất nhiên là 846 câu, mà chúng tôi chỉ rút hai câu để bàn thôi nha. Tại vì thưa cùng quý vị, thì đạo pháp thì vô biên mà sức người thì có hạn đó, vì cái nhân lực của mình thì đem hết khả năng. Thưa cùng quý vị, nếu mà đọc lên hai câu trên á thì là lo ăn xài trà rượu xình xòn, rồi khổ não phàn nàn căn số, bà lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm mày đặng hưởng nhờ. Đó, ta phiên dân cứ mãi ngờ, sợ gặt chúng kiếm xu kiếm cắt hang. Thôi giờ trả lại, lời truyền sấm tất nhiên là cái lời Đức Thầy đã ban truyền ra khi ngày 18 tháng 5 bắt đầu Đức Thầy đã trình cáo lễ Hoàng Thiên xong, Ngài bắt đầu truyền đạo là khi đó là Ngài đã truyền sấm mà nghe. Ngài truyền tất nhiên là đem cái lời ngôn ngữ của Ngài để truyền ra là chỉ cho mọi người biết được, và trong cả cái thế giới này đó Ngài dùng ngôn ngữ từ kim ngôn của Ngài đã phát xuất ra, gọi là lời mà lời nói lành, và khuyên chúng sanh phải biết được trước trong cuộc thời cơ này đó. Thời cơ này tất nhiên là truyền cái thiên cơ đó, cho nên Đức Thầy nói ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão gì thời cơ đã đến, lý thiên định hoặc định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan, ta đây không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do là người tàn bạo gây nên đó. Y gan đó là chuyện sấm,
và là cho chúng sanh mắt đỡ chúng sanh sau đời này sẽ diễn biến đến đến tất cả những cái gì mà ở trong thế gian xảy ra lần lượt đến tận cùng, khi mà lập đời thượng quan trở lại mới là ngừng thôi. Vì trong thế gian này xảy ra biết bao nhiêu, như là những sấm chiền xưa của Phật thầy ngày nay dân gán chi thì biết đó. Vậy thì bây giờ sấm chiền nha, gọi là chiền là dạy lợi, mà dạy những cái lời là tiên tri sau này, gọi là lời chiền sấm. Nà, như bài toán đố, như là giống nha quý vị, như là giống giống như là cái bài toán đố mà thưa cùng quý vị, cái bài toán ha, ở trên thế gian này ha, ai mà trúng được cái bài toán này thì bảo đảm là có mặt trong đại hội Long Hoa, thấp nhất là trong đại hội Long Hoa là sống đời thượng quan thánh đức. Còn ai mà được là hanh thông hạnh đức cao siêu thì sẽ được giảng sanh về nơi cõi cực lạc đó, an nhàn an vui tự tại và không còn là mắt nẻo dại khôn lưng hồi. Thưa cùng quý vị, vậy lời truyền sấm như bài là giống như thôi, mà như bài toán đố đó, cái bài toán đố này ha là không có số quý vị. Bởi vì cái bài toán mà nếu mà cái bài toán đố thì đâu có số đâu. Vậy cho nên người ta đừng là cái văn chương văn học á, thì người ta là viết số của chương nè, phải không? Thì người ta có từ 1 đến 10 đó. Rồi giả lợi là cái bài toán là người ta có là phân chia đâu đó là nhân chia trừ cộng, mà ở đây là cái là trừ cộng nhân chia, mà nó nằm ngoài toán đố, nằm ngoài luôn quý vị. Mấy là hay đó thưa cùng quý vị. Vậy cho nên ở đây ha là cái bài toán này là nhân gian mình khó mà thể tầm ra được, chỉ có cái bậc là siêu nhân hay là bậc thầy bậc Phật mà trở về đây dạy chúng ta tầm. Thì ở đây bài toán đố đâu có số mà đáp chúng, phải có định thôi, con dấu mà thôi là đáp chúng đó, phải có định hướng. Dạ, chỉ cần con dấu mà đáp chúng là được, là hay đó quý vị. Thưa cùng quý vị nha, ở đây tôi xin kể lại một chuyện bên thầy ngắn ngắn nha, để gửi đến toàn thể chứ quý vị. Mẫu chuyện tôi kể lên là ai cũng nghe rồi trơn, nhưng mình nhắc lại đây làm tiêu đề nghe quý vị. Thưa cùng quý vị, cái mẫu chuyện ấy khi mà Đức Thầy ra đời truyền đạo năm 1939 thì nơi này nơi nọ dân du, thì một hôm là các tín đồ nói thưa thầy, cái lời truyền sấm như bài toán đố, như vậy là cái bài toán đó ra sao thầy, nhờ chúng con đó là giải mã mà hoài mà không ra, vậy thì không biết bài toán làm sao mà chúng con làm. Như vậy nhờ thầy giảng dạy và chỉ cho chúng con biết cái bài toán đố này ra sao thầy. Thầy mới nói thôi được rồi, hôm nay là sẵn có nhân viên này, tôi đố các ông ngang, tôi đố các ông chứ hai lần hai là mấy. Thưa cùng quý vị, Đức Thầy nói hai lần hai là mấy, thì có ông Diệp, ông này kia đứng lên, dạ thưa thầy, hai lần hai là bốn thầy, đưa tay lên, hai lần hai là bốn. Cái Đức Thầy nói, ông nói đó là của chương thôi. Của chương là hai thì đứa nhỏ xíu à, nó học cấp 1 nó cũng biết hết rồi. Vậy chứ tôi đố, tôi đố bài toán đố không à, tôi đố mẹo đó. Đó, vậy là mấy ông này tiếp tục làm bài toán mà làm hoài không được. Cái mỗi ông này lấy viết cộng nhân chia trừ cũng không ra bài toán hết trơn á. Lúc bây giờ nó dạ thưa thầy, các chúng con đây thua thầy ơi, bây giờ bài toán đố của thầy, thầy nhờ thầy giải mã cho chúng con giải không được thầy ơi. Thầy nói có gì đâu khó, thôi giờ mấy ông đâu nè, đưa tôi tờ giấy coi. Thưa cùng quý vị, bây giờ Đức Thầy mới cầm tờ giấy ngang. Đức Thầy nói mấy ông làm được thôi, để tôi làm cho. Nói đây là bài toán đố ngang, là mà đố mẹo. Đó, Đức Thầy mới cầm cái tờ giấy lên, Đức Thầy mới xé ra làm xé ra một mảnh quý vị. Đức Thầy nói đây nè, một lần hai nè. Đó, thầy mới để xuống dưới bàn một miếng, gọi là một lần hai. Đức Thầy mới xé thêm một miếng nữa, đó, gọi là đây là hai, là thầy cầm đưa lên là hai lần hai. Đó, hai lần hai là ba, tôi nói các ông là hai lần hai là ba. Đó, vậy bắt đầu cái bài toán đố, đố mẹo quý vị. Vậy thì mình thấy thầy khổ phải ghi con số nào hết trơn phải không? Mà tín đồ của thầy ai mà đáp trúng được con số đó là mới hay ngang, và ai tầm cho giỏi mới được hay mà. Như vậy thì bài toán đố nó khó nhất là ở chỗ mẹo. Mẹo đâu xa quý vị, mình tu đây khỏi cần phải đâu xa, chứ giờ mình lật ra mình trong cái thi văn toàn bộ Đức Thầy thầy để lại nè, 8 điều căn cấm thôi, thấy không? Mà hôm nay mình sổ số ra mà chúng 8 hết, 8 con là chúng độc đắc đó quý vị, chứ không phải như ở nhân gian mà thường thường là tỉnh này tỉnh nọ mà
6 con mà chúng đặc biệt độc đắc nghe, mà không có này mình 8 con mà chúng quý vị ơi. Đó, phải chờ đủ 8 con. Đó, bây giờ 8 con là 8 điều ngăn cấm Đức Thầy để lại nè. Bài toán đố đó có nhiêu đó thôi. Vì điều thứ nhất nào là chẳng nên uống rượu cờ bạc ác biển chơi đời bời theo đàn đếm ở dưới tròn lưng lý tam can ngũ thường nghe quý vị. Rồi điều thứ nhì nè, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Đó, thì thời gian là nó quá ngắn như vậy cho nên chúng tôi chỉ giới thiệu thôi nghe quý vị. Đó, quý vị làm sao mà đáp được tới cái bài thứ tám, đó là cái con số tám. Nó điều thứ tám, ta phải tóm tắt thương yêu lẫn nhau như con một cha dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữa đặng chọn lành chọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng học đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cu dân chúng sanh. Như là đủ rồi đó quý vị. Thưa cùng quý vị, hôm nay là chúng ta phải là nghe lại thầy, phải là ăn chay giữ giới làm lành cúng lại đó, cho đủ 8 con số mới vô chứ Nam Mô A Di Đà Phật nó mới vô. Chứ còn nếu mà quý vị không ăn chay mà không giữ giới thì lấy gì đâu mà vô, phải không? Còn giữ giới mà không bố thí thì sao được? Còn bố thí không nhẫn nhục sao được? À, nhẫn nhục là phải còn cúng lại hàng ngày nữa đó. Vậy là còn pháp môn tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật đi đứng nằm ngồi gán niệm chớ quên, không đợi giờ đời khác nữa, nó mới đủ. Và thầy nói nè, ở 6 tỉnh miền Tây của mình, Đức Thầy biết là mình là người lam lũ lao động nhiều quá, cho nên thầy nói là ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà Phật chẳng này chẳng chấp gì đời khác. Vì là lúc nào ở đâu cũng đều là niệm Phật, cũng là điều tu được, ở nơi nào cũng tu được, nơi đạo tràng hay là nơi đồng quan vắng hay hoặc nơi là ở chợ, không có phân biệt nơi nào, bất cứ ở nơi nào, ở nơi tụ hội nào mình tu cũng được hết. Trừ khi mà chúng ta chưa có là bắt sâu vào cái nhịp được của đạo, mà ai thấy được cái cửa đạo rồi thì nó hay vô cùng, nó cao sâu không thể bàn đó. Vậy thì bây giờ cái đầu tiên là thầy cho biết rằng là mùi đạo diệu gỏi nem khó sánh thôi. Bước vào cái đạo thì nó là gỏi nem là không bằng rồi đó quý vị. Mà thêm một cái nữa nghe, hay vô cùng đó, hiểu đạo rồi á là như vậy quý cô bác đó. Vậy thì bây giờ hiểu đạo á, đầu tiên là như gỏi nem mà thôi. Khi mà được sâu vào nữa thì mùi đạo diệu gỏi nem khó sánh, đi sâu vào đó. Vậy thì bây giờ thưa cùng quý vị, ở trên nhân gian các món nào cũng đều ngon, đều đẹp, đều xinh, nhưng không bằng cửa đạo. Tại sao vậy? Đức Thầy cho biết là ngày nay đạo đức chẳng màng rồi sao, dẫu có tiền ngàn khó mua, phải không? Biển xăng sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cây sầu, phải không? Trần gian thiếu trái chi chua, bây giờ trái ngọt không mua bởi mình đó. Phải bước vào cửa đạo để mua cái đạo đi, mua này khỏi tốn tiền nè, tu hành đâu có tốn xu đó. Vậy thì mà sao thoát khỏi ao tù thế gian, tu vậy mới ngon đó. Chứ còn bây giờ quý vị đây tu này cực khổ thôi, chứ đâu có tốn đồng bạc nào đâu. Giàu tu cũng được, nghèo tu cũng được. Cho nên Đức Thầy cho biết là ôi cả xa ngàn chẳng ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm say, chẳng tu thân đặng dựa Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sen báo. Nói như vậy thì bây giờ cái cửa đạo nó không có tốn, chỉ có ra công. Mà ai không ra công làm sao mà được hưởng quý vị. Vậy cho nên là cái người mà lao động cần cù làm tới 3 tháng sau mới được hưởng ngang à, hoặc là 6-7 tháng, hoặc là làm giường thì cái năm, hay 2 năm, 3 năm tâm chúng ta mới hưởng. Còn bây giờ cửa đạo tu là hưởng, tu hưởng liền. Nam Mô A Di Đà Phật là hưởng liền. Đó, như vậy là cái đạo rất là mau, và cái đạo dễ nhất ở trên thế gian, mà dễ với cái người mà ham và mến đạo. Còn cái người mà không thích đạo rồi ha, mà Đức Thầy chỉ biết ai người tâm đạo thấy càng hay, thấy không? Ai người thích đạo thấy chàng gái thầm thầm tối tối gẫm mây hay, mặc sức dương trần chữ đắng cay, có báo thì ta dành của báo, ai tầm cho giỏi mới được hay. Đó vậy, còn không phải mà tầm kiếm mới được chứ, cửa đạo mà đâu phải như ở ngoài chợ mà có. Vậy thì bây giờ thưa cùng quý vị nha, từ đây quý vị đi tới Sài Gòn, thấy không? Đi tới Long Xuyên, Hậu Giang, Cần Thơ gì đó, đi tới khắp cả nước thử coi. Hay là quý vị đi tràn lan ra các nước ngoài đi, cả thế giới vũ trụ này thì có cái cửa hàng nào mà bán cái đạo không quý vị? Không có. Không có cái, tôi đi rồi không có thấy cửa hàng nào mà treo bán đạo chứ. Như vậy thì toàn là bán đủ thứ hết trơn, vàng bạc kim cương, thấy không? Có đủ hết, có đủ bán hết trơn, các cửa hàng đều, cái món nào trong thế gian người ta dùng thì là cửa hàng đều có bán. Mà nhưng có một cái điều là cái đạo không có một nơi nào cửa hàng nào bán được. Vậy thì cái cửa hàng này quý vị muốn mua được thì phải quay về bên cõi Tây Phương mới có gặp được.
là tại vì ông này là ông ở từ cõi Tây Phương qua đây nghe quý vị. Bồng Lai Điên Giải có ngôi Tây Phương Cực Lạc khùng ngồi tòa sen nè. Đó, ông này từ bên cõi Tây Phương qua đây ông mới có cái đạo này, mới đem truyền cho chúng ta. Thưa cùng quý vị, vì vậy cho nên nó là cái đạo là quý vô cùng. Đó, vậy thì không thể nào tìm ở trong nhân gian có, chỉ có ông Phật. Đó, vậy thì ngài cho biết là cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ơi yên gì xuống phầm trần, ấy gì thương trăm họ vạn dân nên chẳng kể tấm thân lao khổ. Vậy thì cửa hàng không có bán, chỉ có trong cửa đạo, mà trong cửa đạo ai muốn diệt khổ thì bước vào đạo. Đó, như vậy thì ai muốn tránh được cái sự khổ thế gian, thầy nói nè, chữ A Di dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiền cửa thánh ngon không? Có chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi là chữ A Di. Chữ A Di dẹp được lòng sầu, sao cho thấy nhà tiền cửa thánh ngon không? Còn bây giờ cửa đạo quý vị ơi, bước ra ngoài đường làm sao? Hả, miễn vào cái cửa mà tình ái thầy nói là ở đó là càng cái cửa càng ngày càng khổ càng khổ. Mà người đời nói làm sao quý vị? Đường vào yêu có trăm lần vui mà có nhiêu quý vị? Vạn lần buồn. Yêu cái thế gian này nó khổ nó buồn dữ lắm. Bây giờ chỉ bước vào cửa đạo, quay về cõi phúc đường chân đạo Phật Pháp hiện nay dốc thực hành thôi. Ai muốn hạnh phúc thì quay vào cái cửa đạo. Đó, mình á, thế gian là mình tạm đỡ, mình trả nợ với nhau thôi à quý vị ơi. Còn á, là phải tìm để chỗ nơi á, là mình á, là không còn khổ sầu nữa. Chỉ bước vào cửa đạo á, mau mau á, bước xuống đò, thấy không? Đò chiều chiến chó cướp toàn chân tu mà. Chứ còn ai không tu sao cướp được? Như vậy thì bây giờ cửa đạo ở ngoài đời không có, ở trong trường đạo mới có. Như vậy thì ai muốn tránh được khổ thì đầu tiên phải niệm chữ A Di, một. Hai là phải nhọc công cúng lại hàng ngày như tôi nãy giờ trình bày toàn thể chứ quý vị. Thì chúng ta phải gắng cố gắng trao dồi đó, vì phải nghe lời thầy đó, sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì cho được tòa chương như cái hỡi quý vị ơi. Có công việc gì đâu mà sớm với chiều có hai thời thôi mà được cả là giữa cái đền đài của ông Phật sau này quý vị ngon không? Tôi nghĩ vậy mà không chỉ tôi, còn đâu cái gì nữa quý vị. Thưa cùng quý vị thì quá dễ rồi, tu ngày nay là không có cái gì bằng. Tại sao mà dễ? Năm tiếp nói với cô bác là đồng đạo xa rần, là với trong là bà con đây là tại sao mà năm tiếp đã nói câu quá dễ? Là tại vì ngày nay là kỳ xả tội đó, nay còn một lúc sao chẳng chịu tu đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, chồng bông kiển giống chi hưởng nấy, địa ngục cũng tại tâm làm quấy. Về thiên đàng tâm ấy tạo ra cái chữ tâm là quỷ hay ma tiên hay Phật cũng là tại nó. Như vậy thì bây giờ nó là dễ là như vậy. Hạ quân trời Phật thả tù niệm muốn tiết hoặc Phật bù 10 câu phải dễ không? Đó, thầy cho biết là kỳ xả tội này còn một lúc, chỉ có một lúc này à nha. Tại sao mà xả tội gì? Thầy cho biết là muôn năm thiên định nhất kỳ. Đó, muôn năm thiên định nhất kỳ. Vậy là chỉ có một lần thôi. Đó, vậy thì chỉ có một cái cơ hội hạ quân cùng cuối mà mới được xả tội. Vì thì được xả tội thì có cái cơ hội này, ta dạy gì mà chẳng chịu bước vào cửa đạo để nắm bắt cái nhân duyên này. Đó, được cái nhân duyên cửa đạo là quý lắm rồi. Nếu mà chúng ta xong sanh vào cái nơi là không có đạo thì chúng ta khó biết lì là bao. Mà hôm nay đã được ông Phật đã truyền dạy rồi đó, vì truyền ban khắp cả cái vũ trụ này. Thầy còn nói nè, đừng thở than bận đến lòng ta, để cho thầy đi dạo ta bà, đặng dạy kẻ đường xa chưa rõ. Nay rừng bụi có người mở ngõ, thì phải nương theo dấu thỏ đàn dê. Đó, thưa cùng quý vị, như vậy thì bây giờ là mình á, sống trong cái tình cảnh này là mình đã được Phật, được thầy ban cho. Thưa cùng toàn thể chứ quý vị, vậy thì mình đã được cái quý báu vô cùng. Bây giờ mình đã sẵn được cái nhân duyên được ông Phật ban tặng cho nó trong cái cơ hội này là quý báu vô cùng. Thì thôi chúng ta phải gắng cố gắng ngang. Đó, thôi về tôi kể quý vị thêm một cái mẫu chuyện nho nhỏ nữa, cũng ở bên thầy nữa nha, để tặng toàn thể chứ quý vị. Thưa cùng quý vị, một hôm Đức Thầy ra ngoài Sài Gòn thì các bậc học thức hôm nay rất nhiều, là nào là cũng các doanh nhân, người tiến sĩ đồ mấy lợi nói thưa ông Tư. Thì hôm nay là tôi thấy trong sấm giảng của ông là có cái câu là lời truyền sấm như bài toán đố. Như vậy thì cái bài toán đố này là như thế nào? Nhờ ông giải cho chúng tôi
để thưởng thức qua và học hỏi để biết không. Thì Đức Thầy nói thì cái bài toán đố của tôi á thì nó là có 8 con số 8 đó, mấy ông cứ việc làm đi, là nó trên dưới là 1000 giới đó, các ông làm đi làm sao mà hãy như là 1000 giới là đủ bài toán đố của tôi đó. Thưa cùng quý vị, lần trước rồi Đức Thầy kể là xé giấy nó, mỗi chuyện Đức Thầy xé giấy là 2 lần 2 là 4 rồi, mà 2 lần 2 thầy nó có 3 đó. Bây giờ thì là thầy cho biết rằng bài toán của tôi á là nó không khó mà nó không dễ, mà các ông đáp số chúng thì nó đúng, mà đáp không đúng thì nó không đúng. Chứ các ông này thưa ông Tư, vậy chúng tôi phải làm sao? Thầy nói cái bài toán của tôi á là bài toán cộng, các ông làm đi, hả, mấy ông đáp làm sao mà 8 con số 8 là đúng đó. Thưa cùng quý vị, tàn ơi, bây giờ các học thức học giả này kia đồ lấy giấy viết ra, ta làm bài toán đủ chân, mấy ông sắp 8 số 8 mà ông sắp ngang sắp qua sắp xuôi sắp dọc gì làm hoài là không được quý vị. Đó, đáp mà thầy nói là 1000 giới mà các ông mà đáp đâu có ra đâu, làm mà tại sao mà có cách nào mà bằng là 1000 giới. Thưa cùng quý vị, cho nên các ông này làm không có ra, làm hoài. Thầy mới nói thôi các ông làm đi, tôi vô thì thầy bước vô phòng xong thì các ông này là ông thì vẽ dưới đất, lấy cây vẽ dưới đất, ông lấy viết, ông lấy khoán vẽ bản, còn ông lấy viết là cho viết vô giấy vẽ làm cộng bài toán ngang toán cộng mà xuôi ngược nhân chia trừ đủ thứ cách kiểu nào cũng có làm chân, mà làm không ra 1000 giới nổi. Thưa cùng quý vị, hôm nay Đức Thầy khoảng 15 phút sau Đức Thầy bước ra thì Đức Thầy nói các ông làm xong chưa. Thưa cùng quý vị, các ông học giả này nói ông Tư ơi, bài toán của ông tôi làm không ra rồi, thua ông ơi, bây giờ chỉ có cách ông chỉ cho chúng tôi mà để thưởng thức mới thấy được, chứ còn bây giờ mấy anh em tôi đây thua hết trơn ông ơi, là không được. Thưa cùng quý vị, thì bây giờ Đức Thầy nói tôi nói cho các ông cái bài toán của tôi đó là bài toán cộng, thôi giờ ông nào lại bản viết giùm tôi đi. Bây giờ bài toán này rất dễ, ông viết cái hàng là trăm viết cho tôi là 5 con số 8. Thưa cùng quý vị, viết là 5 con số 8 đó, cái hàng chục á thì viết 2 số 8, hàng đơn vị viết 1 con số 8 thôi. Thưa cùng quý vị, bài toán thì Đức Thầy kêu các ông này viết rồi, Đức Thầy nói giờ lấy phấn mà ông gạch ngang rồi mấy ông cộng đi giùm lên trên đi, xuống đi, 5 lần 8 40, phải không? Đức Thầy nói 5 lần 8 40. Bây giờ ông viết con 0 nhớ con 4, còn 2 con số 8 là cái hàng chục này, 2 lần 8 16 dưới 4 là 20, ông viết con 0 à, nhớ còn 2 nữa đi. Thưa cùng quý vị, bây giờ còn 1 con số 8 cái hàng đơn vị thì giờ là cộng với 2 là 10, viết hết con số 10 vô đó. Thưa cùng quý vị, biết rồi quý vị là viết hết số 10 vô là ra số 100 rồi, bắt đầu quý vị vỗ một tràng pháo tay thật là rộn dịp. Rồi quá hay ông Tư ơi, bài toán của ông quá hay, mà nhưng cái lối triết lý nó còn rất là dài nghe quý vị, tôi giới thiệu bài toán thôi. Thưa cùng quý vị, như vậy là phải mình là cộng là đi đứng nằm ngồi trong tứ quay nghi của là trong là nhà thiền là trong cái này là phải là 250 giới không quý vị, mà cộng vào tứ quay nghi là 1000, các nhà sư ông ấy giữ chỉ có 1000 giới đó. Vậy hôm nay tín đồ Phật giáo hòa hảo tay lắm chân bùn nhưng nhận qua được 8 điều quan cấm Đức Thầy là 1000 giới đó. Bởi vì thầy nói nè, làm hết các việc từ thiện, tránh xa tất cả các điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch là 1000 giới, còn gì nữa, có phạm giới nào đâu. Như vậy thì bây giờ trong đó là 1000 giới là các tín đồ Phật giáo hảo tu ngày nay đó, giữ 8 điều quan cấm là 1000 giới. Mà 1000 giới thì các bậc sư á, các bậc chân sư á nha, tu ngày xưa công hạnh á, đức cao á, vọng trọng đó, thì các ông ấy chỉ có 1000 giới à. Còn các vị tỳ kheo đây thì có 250 giới, còn bên là hàng là tín nữ là bên hàng này sư cô hen là 348 giới, chứ đâu có ai mà tu nổi 1000 giới. Mà tín đồ Phật giáo hảo ngày hôm nay tu thật sự là 1000 giới, bởi vì làm hết các việc từ thiện rồi đó, đâu còn để là phạm cái điều nào nữa, nhưng gọi là tu 1000 giới thôi. Tôi đại khái vậy thôi nghe quý vị, mà trong này đó là đủ là tam tụ tịnh giới của nhà Phật đó, chứ không phải là ở đâu.
Đó, vậy là tam tụ tịnh giới nhà Phật là 1000 giới mà thôi, thưa cùng quý vị. Thôi giờ hôm nay tôi chỉ bọc bẹ kể qua các mẫu chuyện, thời gian nó hiếm lắm. Cho nên Đức Thầy cho biết là lời chuyện sấm như bài toán đố, ai đáp được 8 con số 8 ha, tất nhiên là làm trúng bài toán đố. Mà hôm nay ai không đáp 8 con số này thì chưa đúng được bài này nha quý vị. Mà ai làm 8 con số này trúng thì mới được dự hội lần qua. Đó, vậy thì bây giờ muốn làm 8 con số này thì phải giữ 8 điều căn cấm. Đó, vậy thì 8 điều căn cấm này nó không khó mà nó không phải dễ. Hãy như chúng ta làm được cái điều thứ nhất, làm được cái điều thứ nhì thì điều thứ 8 ta làm được. Còn nếu mà cái điều thứ nhất chúng ta làm không được thì điều thứ 8, thứ 7 ta cũng không biết, thưa cùng quý vị. Vì vậy cho nên là với cái sự công hạnh tu ngày nay tuy rằng nói nó dễ nhưng nó phải đòi hỏi với công trình. Vì vậy cho nên Đức Thầy cho biết là cuộc dạy trần ta lắm công trình, chứ đâu phải là dễ đâu. Đâu phải nó bước vào cửa đạo rồi là chỉ là ăn chay cũng lại chưa đủ, còn phải bố thí làm lành niệm Phật rồi trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ, nó mới đủ. Nó trong 6 phép lục hà, lục độ của vạn hạnh của Bồ Tát. Đó, vậy hôm nay chúng ta trì giới phải giữ chay. Nó cho nên Đức Thầy cho biết là chữ Nam Mô trì giới giữ chay nè, chay được tánh, chay tâm mới quý, đó là bài tổng đố đó, thưa cùng quý vị. Vì vậy cho nên là Thầy cho biết ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Tầm là như thế nào? Phải tìm kiếm bước vào cửa đạo, chứ đâu phải ở ngoài lai gai mà có. Thưa cùng quý vị, như vậy bài toán đố nó rất là khó. Với đối với cái người mà chưa có chịu nhọc tâm, chưa có chịu dám bước vào cửa đạo thì nó khó. Bước vào cửa đạo đâu có gì đâu khó quý vị. Chỉ có là mình đem gắng sức công phu tu hành vậy là đủ rồi đó. Chứ không phải là nó cái gì lạ lắm đâu. Cửa đạo nó rất dễ gần với mình. Mà tại vì là xưa nay là mình ở ngoài mình ngao ngán, có người muốn tu mà ngán nói không biết tu nổi không, biết ăn chay nổi không đó, rồi không biết là cúng lại được không, rồi không biết là bố thí. Bây giờ cứ là lo nghĩ lại cái chuyện riêng tư của mình, bố thí lỡ mà mốt Thầy nói tới đời rồi, hạ quan này đã hết đời mà không biết bố thí ra rồi lỡ chừng đó không có tới đời rồi mình nghèo rồi sao. Đó, vậy cho nên nếu bây giờ mình là bà con đồng đạo của mình xa gần bắt đầu còn suy nghĩ nữa, suy nghĩ nếu mà mình bây giờ cúng lại lo là tu hành làm hiền cực khổ như vậy đó, không biết mình được hưởng cái ân đức gì không. Mà Thầy nói nhờ ơn trời ban bố đức ân xem chung cuộc phong thần tại thế mà ta chưa tin. Đó, như vậy nếu ai không tin thì dòm lại các khoa học ngày nay đi, khỏi cần phải dòm ở đâu xa quý vị. Dòm lại khoa học ngày nay là cái hiện tượng thế giới ngày nay cũng cho mình biết rằng là nếu mà tam đại thế chiến xảy ra đó thì là cơ tận diệt rồi đó quý vị. Nếu mà bùng nổ, tại vì sao? Ngày xưa là khoa học mình chưa có nổi đến cái bậc mà tối tân cao nhất. Ngày hôm nay thế giới ngày nay cái tối tân là vũ khí quá đi đến cái bậc cao rồi. Cái bậc này là cái bậc là chúng sanh sẽ bị tiêu diệt, là đến cái nội mà vũ khí trong ngày nay ngang các nước nó chế hạt nhân liên tử, đầu đạn hạt nhân liên tử rồi súng vũ khí tối tân không à. Đó, như vậy cho nên hỏi miễn cái nước này mà đánh cuối cùng đánh với nhau thua nước kia thì nó chơi nhắn hạt nhân liên tử hay là hạt là bom mà xuyên lục địa thì cái đất nước cái quả trái đất này nó sẽ bị sập là cơ tận diệt, nó đến với mình rất là mau quý vị, chứ không có còn lâu nữa đâu. Đó, từng được đừng ngờ, đừng nghĩ, đừng nghi thì mình mới có cơ hội bước vào cửa đạo mới sống sót được. Như vậy thì Đức Thầy cho biết là tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, phải chuyển xây trái đất một bầu, đặng lừa lọc con tiên cháu Phật, rồi một nơi sửa sang tim tất, xử phân người cùng vật thượng phong, cho dương trần gõ lực thiên công, có địa ngục thiên đường hay chẳng. Như vậy thì bây giờ thưa cùng quý vị, bây giờ ngày hôm nay mình thấy cái cơ hội này nó sắp tiêu diệt luôn rồi nè. Bây giờ là nào là vũ khí tối tân nó đem ra nó chuẩn bị mày Biển Đông hết trơn rồi. Đức Thầy cho biết là khắp thế giới nè, binh lương cựu tốt quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau, thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Như vậy đó tới một bên rồi, cái bài toán này là có sẵn rồi đó quý vị. Nó
tuần đời như pháo trăm ngồi đó, bá gia yên lặng mà coi khùng này đó. Vậy thì bây giờ quý vị nghe đi, nó là thế giới ngày hôm nay ha, nước nào nó cũng chuẩn bị cho, nước nào nó cũng chuẩn bị riêng cho mình một cái là tối tân hết vũ khí, là nó còn bí mật một cái dưới mấy cái hầm nó còn dữ dội nữa. Ngày hôm nay để tiêu diệt là cái nước khác, nó để nó thủ thôi, mà chờ có cái một cái phát pháo đầu tiên nữa thôi quý vị. Vì vậy nên chờ cái mà nó mà nổ lên chiến tranh ha, là bắt đầu là cơ tận diệt nó sẽ đến. Bởi vì hôm nay chúng ta là đời này á, là thấy nó quá là mỏng manh rồi. Mà Đức Thầy cho biết đời nay mỏng tợ màn thưa, cái chiếc màn mà che là mình giờ bên nay chỗ bên kia đó, nó quá quá gần đó quý vị. Đó, như vậy thì chúng sanh sống ở đây á, là như là cái chùm gửi mà thôi. Kiếp người giường chùm gửi bám vào cây. Đó, như vậy thì cái xác thân của mình giống như chùm gửi, ở tạm lên đây để gây ra cái nghiệp rồi trả nợ với nhau. Sống ở đây là hiện tại nhưng chưa biết được ngày mai, mà Đức Thầy cho biết ngày nay yên tĩnh, ngày mai thảm sầu thôi. Nó như vậy đó, chưa biết là mình ra sao. Vì vậy cho nên phải bước vào cửa đạo tu đi, nó mau tu để là trễ. Nó vậy cho nên là nếu mà để khi mà kiếp đưa qua rồi hen, thì muốn tìm được cái thân trở lại khó lắm. Như vậy thì nếu mà mình đã mất cái xác thân này không có tu được, vì còn xác thân này là nên đem cái những cái gì của mình có được phần hưởng đó, mình cho người khác hưởng lây với mình đi, đem cái đạo rủ người ta tu hen, rủ niệm Phật, rủ ăn chay, rủ cúng lại, rủ tu hành, đem bố thí cho người ta. Nó bây giờ là cái bố thí này tuy rằng nó đã mất, cho ra là mất, nhưng là mình bố thí là nó còn mãi còn hoài. Nó vậy tuy không thấy mà sao chẳng mất nè. Đó, như vậy thì là trồng bông kiển giống chi hưởng nấy nè. Như vậy thì mình trồng cái cây nào thì có trái nấy để hưởng. Trồng cái lành dĩ quá thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất nè, rõ ràng. Như vậy thì bố thí đi sao sẽ hưởng được cái ăn nguồn kia. Mà Đức Thầy cho biết là mình tu đi, ở nơi đây là cái của giả tạm này, mà trên dương thế hữu hình tắc hoại có bền đâu quý vị. Con người không giữ được huống chi là của được lâu dài. Như vậy thì tất cả những cái điều này nè, Đức Thầy cho biết là ham danh lợi hen, làm điều tàn nhẫn nhắm mắt rồi đâu có mang theo. Ham tiền tài thường dướng nặng eo, ham sắc đẹp nhà tan cửa nát. Không lúc tận xấu nằm, chơi một xác gẫm kim tiền bội bất bạc bất tài, không làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiễn đưa một bước. Thà nghèo thanh hơn giàu mà trước, lo dung chồng cõi phước về sau. Muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí để diệt lòng ích kỷ, phải không? Đó, thầy nói là hát kêu bớ cả kẻ giàu sang, mau mau làm phước làm doan cho rồi, đến lâm cảnh khổ có ta với lệnh Phật Bà cứu vớt dùm cho. Rõ ràng không? Vậy thì bây giờ mình bố thí đi, mình đừng là muốn tu đừng có sợ nghèo, muốn thành Phật chớ đeo lòng ta. Vậy thì phải gắn bố thí đầu tiên là cái pháp này để cho ta hưởng được cái phước nè. Hướng về sau thầy nói là đuôi cùi bố thí đồng xu, ấy là phước đức công phu để dành. Ngon không? Để dành đó mà mình không hay. Chứ còn cái của bây giờ nè, tiền tài của này là mất hết quý vị, không có còn đâu. Bởi vì là thầy cho biết đời này dành giật làm chi, đến việc ly kỳ cũng thả trôi xong mà có còn giữ lại được không? Nhắm mắt mà nắm hai tay mà huống chi mà của này mà này mang theo được cái gì quý vị. Thưa cùng toàn thể trong nhân loại ơi, ngày hôm nay đã gặp được ông Phật ra đời thì chúng ta phải gán mà tu, phải gán nghe lời đó, gán nghe lời lời mà để là sau này được hưởng. Tu đi rồi chúng ta sẽ thấy được cái việc gì trên mây, tu đi sẽ thấy được những cái gì mà lời thầy đã tiên tri đó. Thưa cùng quý vị, mấy năm trí óc còn ghi lời thầy để lại có thì hay không, bây giờ bảo lục phải không? Rồi là sóng thần động đất đủ thứ cách hết trơn, đủ thứ cách chết trơn á. Rồi bây giờ là chết cu ghiếp nè ha, bệnh dịch nó làm hoành hành trong thế gian này, chưa ai mà tránh khỏi nó, chỉ còn người lại là của Phật mà thôi. Thưa cùng quý vị, với cái tình cảnh hiện nay chúng ta sống bấp bênh đó, cái thân mạng mình chưa biết được là ngày mai ra sao, chưa biết lát nữa như thế nào. Như vậy thì Đức Thầy cho biết là mau mau cái kiếp duyên cần chúng sanh còn có lập thân hội này, chỉ có cơ hội này mà chẳng chịu tu, nó chẳng chịu tu mãi còn lục thục, lo giàu lo nghèo, lo cũng chẳng gành,
ham công danh quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục. Nó uổng không quý vị? Rất là uổng. Thôi vậy chúng ta phải gắng cố gắng nha, chứ để cái bài toán này mà nó hút qua rồi chúng ta không có cơ hội nữa nha. Là chuyện sắm mà ngang như bài toán đó, ai biết tầm thì đặng được hưởng nhờ. Đó, bây giờ thầy cho biết là gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ ha. Vậy thì cứ ngơ à, cứ lo đọc là có người đọc sách liền tay, không hề đọc bài kệ kinh. Kệ kinh vốn là chìa khóa ngục, xem kinh mà chẳng chịu tu, chìa khóa có mà tù không ra. Đó quý vị, bây giờ là có sẵn trơn rồi. Thầy cho biết là giả như mở cửa mà then còn cầm nè, đó cái chìa khóa đức thầy còn cầm, thầy nói là chờ ta trả lời thì đèn hết luôn rồi. Đó, chờ thầy giữ đạo, chờ thầy tu đi, rồi thầy cho biết là ít lâu ta cũng trở về phiên cùng bổn đạo, chứ hề lãng sao. Đó, chì lòng chớ có đúng nào. Đó, như vậy thì bây giờ trong cái cảnh này nó bị hao hớt đã quá nhiều rồi, hao ngân mỗi hà mỗi mòn, đó mòn hoài quý vị. Bây giờ mình thấy nhân vật là 10 phần hao 7-8 rồi đó, hao 7-8 rồi, bây giờ còn đâu nữa. Thưa cùng quý vị, bây giờ là chúng ta phải gắng cố gắng ngang. Bây giờ là đời này giành giật làm chi, đến việc ly kỳ cũng thả trôi xong rồi. Cái của đó đâu có của giả tạm mà trên thế gian này. Đó, thưa cùng quý vị, vậy thì bây giờ chúng ta phải tìm vào con đường mà đạo để chi. Đó, thế nên là đức thầy cho biết là ở trần gian này là sự giả tạm, ta nên dứt bỏ. Gẫm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo, của chi quan thường giết khách tài qua. Nghe chuông linh sớm dứt bể hay hà, kẻo vật dục cuốn lôi vào bể khổ. Với lời giàu lập chữ công danh, đến khi gốt cuộc cũng đành thả trôi. Thấy không? Cũng bỏ hà, cũng buông hết trơn, không có giữ được cái gì trơn á. Vậy thưa cùng quý vị, vậy ngày hôm nay chúng ta gặp được cái bài toán của đức thầy rồi, phải gắng à nha, phải gắng giữ nha. Mà đáp chúng số là chúng đặc biệt đó quý vị, kỳ này số đặc biệt là chỉ có lãnh là mấy tỷ mà nhầm nhè gì. Mà đức thầy cho biết rằng điên này giống thiệt ở núi vàng đó, ông ở nguyên một cái núi vàng vậy đó. Bây giờ quý vị tu đi nữa, sau này đức thầy cho về đó ở nguyên cái núi vàng luôn đó, lầu đài nó cấm lộ nay mai đó. Vậy thì bây giờ là sấm giang thì lộ bản vàng, chi nhu thế giới khắp chàng đến thi, chữ thi gần chữ sầu bi, bị ham của báo ly kỳ máu rơi. Chừng đó mới trời ơi đất hỏi mang khổ hình, và bởi chẳng tu đó. Vậy thì vì ham vô quyền quý dạy ngu, mà chỉ sang danh vọng như mù đi đêm. Thưa cùng quý vị, giờ ở thế gian này chúng ta là người mù mà hôm nay gặp được ông Phật đó, từ ở bên cõi Tây Phương, thầy cho biết thả thiền từ bến giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống đó. Như vậy thì đòi hỏi cái người mà hiểu đạo nghe đó, đòi hỏi cái người mà tin giáo pháp của thầy của Phật mà tu đi đó, để biết được ngày mai của này giữ được không. Thôi bây giờ đây là giả tạm thì giả có gì là bền chắc, cái xác thân này là giả nó, như vậy thì không giữ được lâu. Như vậy cho nên nó là tất cả trên cái cuộc đời này là giả tạm, nay dày mai khác, thân thế lạc lưng của cải gia tài như đám phù dân trước gió, nước bọt mấy bèo, những cái sanh cái bệnh cái lão cái tử được đặt lên cuộc đời của người này rồi đến người khác, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa, nghĩa là tất cả trong nhân loại không thiếu sót một ai đó. Như vậy thì không có ai mà tránh khỏi được cái này, thì chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật thì Phật cứu. Ví dầu sắp chết ngày nay giác ngộ, ngày mai liên đài được lên, ngon không? Như vậy thì tu như vậy mà không chịu tu còn đợi gì nữa đâu quý vị. Thầy nói là Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi xá tội nè. Xá tội là cho tội, cái cơ hội này nè, xá tội đệ tử tiêu tai tịnh sự trí huệ thông minh giai đắc đạo quả, mà không chịu tu còn gì nữa đây. Đó, như vậy thì còn chờ ai nữa quý vị? Còn chờ không lẽ mình là đức thầy cho biết là cõi âm thần binh sái dịch ôn, chờ mãn phước ra tay bẻ họng hay gì? Nó như vậy thì chờ mấy ổng lên đây bẻ họng hả? Chúng âm ti ngu đầu mã diện đang trông chờ đến số bắt hồn, vậy thì để chờ mà. Nó vậy người ta chờ mãn phước nè, chờ đến số người ta bắt đi. Còn mình theo Phật thì tử thần kia đâu dám dắt hồn, thoát lưng chuyển khỏi đèo khổ tử. Rồi sống bên kia cuộc y thực sống muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai, chí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc, ngon không? Chúng ta bà tim lũng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế, mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, thấy không? Đến tội rồi mới hối muộn màng, chi bằng ta sớm lo toan gìn giới lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ, ngon không? Như vậy thì mới ngon chứ còn bây giờ để đây rồi đến ha.
thế giới mà nó bùng nổ một cái ha, ở Biển Đông đó sóng bể cụ phương Đông chừng nào mới cho xong câu ấy nhân dân hỏi. Vậy thì chừng đó nó nổ một tiếng khoát pháo ở Biển Đông. Là ở bên này thầy cho biết là tầng ban hậu hận tiên diêu động, năm quốc lương dân kiến linh xa, phồn qua đô hội, lưu giang quyết dư đảng dọc ngang cấp ma. Đó, chừng đó mình tránh được không quý vị? Đó, thầy nói đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, vậy sớm mau kiếm chữ mà ha. Thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa nghe. Chớ mà không kiếm chữ mà ha là cậy bỏ mạng kỳ này nghe quý vị. Ta thường thường ta nói một câu là ở nhân gian nói là bỏ mạng xa đình, bỏ mạng xa trường. Thấy không? Đủ thứ dân cách bỏ mạng cho quý vị ơi. Đó, xác thân này là cái gông cùm, nếu làm chẳng chọn thú hùm xé thay à. Đó, như vậy thì bây giờ còn gì nữa mà không chịu tu. Cái xác thân mình là cái nợ ở thế gian, lên đây rồi để trả. Mà mai tốt phước có nhân duyên được làm người là mai muôn thở. Đó, vậy thì được làm người là quý báu vô cùng. Được cái xác thân này là còn chi hơn. Ở thế gian nếu mình lỡ gì sanh vào con chó, rồi là con côn trùng hay con này con kia thú đó ha, làm sao mình tu quý vị? Mà các bậc ngày xưa người ta cho biết là những kiếp từ hồi vô khệ thủy, người đời đã quên thành thử không ghê. Thật ra là một chàng mê từ hồi vô thủy kéo lê đến giờ, biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên, khi gớt lại phàm, kiếp người, kiếp thú lam nham, kể sao cho hết cuộc thăng trầm tiền thân. Hết biết không quý vị? Trên 20 tiền kiếp. Vậy thì thôi bây giờ mình hãy gắng cố gắng mình tu đi. Những mình đã khổ quá nhiều rồi, đường địa ngục mình vào ga mòn gót rồi, hôm nay chở trơn cho kịp long qua. Long qua có mặt ấy là hiền nhân, chứ còn để trễ là không có kịp nữa. Đó, như vậy thì bây giờ hãy gắng nha. Đó, dõi gót theo thầy nương Phật cảnh vui dày, xem họ hội long qua mới kịp, chứ còn nếu để trễ là không kịp nha. Thưa cùng quý vị. Đó, cho nên thường thường tôi là trao đổi và rủ bà con tu, tôi có nói câu là để mà chừng núi đổ tôi không kịp ha, chừng thầy trở về tại Hòa Hảo, chừng nào thầy lại gia chung thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che, đức thầy trở về trị bệnh cho chúng sanh, cho tín đồ đức thầy, thì chừng đó tu không kịp. Bây giờ chúng ta còn kịp, còn cơ hội, còn xác thân này là chúng ta có cơ hội mà được cái phước báo này, chúng ta phải gán đi, phải hy sinh hết cuộc đời của mình còn lại đi quý vị ơi. Chỉ để đủ ăn được rồi, còn nhiêu rủ cho bà con tu, giúp đỡ cho bà con để là có nhân viên mà tạo cái được cái phước điền tạo tác, rồi lo thuốc thang khẩn giái Phật trời, nguyện sửa lòng ắt Phật giúp đời xuống phước rộng nè, từ bi hỷ xã. Phải học như vậy thì mới còn được cái xác thân nha. Chứ để mà xác thân của mình á, xác thân là cái công cùm đó à. Chứ không phải, cho nên đức thầy cho biết là cảnh thế gian dường thể chốn ao tù, trong biển khổ mấy ai mà thoát nạn, ai tránh được quý vị? Vì nó không có cơ hội, thì nếu có cơ hội mình nắm bắt liền, chứ để trễ rồi sao tu quý vị? Thưa cùng quý vị nghe, để trễ cơ hội này qua cơ hội này nghe, quý vị biết ngày nào núi nổ không? Ai dám nói trước? Biết ngày nào thầy trở về không? Ai dám khẳng định đây? Như vậy thì bây giờ chỉ có cái cơ hội này thầy nói là dành cho mình đây nè, dành cho kẻ lòng chung chánh trực quân cùng thần náo nức vui tươi liên qua đô nở nụ cười rước tôi lưng đóng chào người chân tu. Hồi nãy giờ tôi nghe là giáo lý thầy toàn là trên dưới 500 là trang, vậy thì thầy nói là toàn là dành cho người tu không à, còn cái người không tu á sao quý vị? Đó, người tu của Phật sau này là mấy con thú, là người tu của Phật nó cúi đầu người hiền của Phật nó mà dám đâu, còn cái người không tu nó ngõ hầu nó ăn à. Đó, như vậy thì đến sau là hùm tha sáu bắc nè. Đó, đến chừng nước dâng lửa cháy rồi là chừng đó bốn phương có giặc hang, thì bây giờ chừng đó chúng sanh mới thấy được cái nhân quả. Vì cái tạo thiên lập địa xưa nay là muôn lần chứ không phải mới đây một lần. Vậy thì bây giờ cái này chúng ta đã biết rồi, hôm nay ông Phật ông ra đời ông đem cái bài toán cho chúng ta rồi, thấy được cái bài toán này rồi, thì bây giờ cơ hội nè. Vì cái tuồng là hát ngày xưa đến nay đó, mà ông Ngọc Đế ông đem cái tuồng hát á là đã, đức thầy cho biết là tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu. Vậy thì bây giờ hồi tạo thiên lập địa là cái tuồng, cái màn thứ nhất rồi, nó là lý trong lý tông ơn, là cái quân là thượng quân thượng đó, rồi thượng quân trung, thượng quân hạ. Rồi bây giờ là trung quân thượng, trung quân trung, trung quân hạ đã hết rồi. Bây giờ tới hạ quân thượng, hạ quân trung, mà mình ở đây là hạ quân hạ.
là cái tuồng màn ba rồi, cánh chót rồi, còn gì nữa đâu. Cái màn thứ nhất, cái màn thứ nhì qua tới cái màn chót sau cùng đó, Hạ Quân Hạ. Như vậy thì đến mà gần kết thúc, nay gần đến Long Phi Xà Dĩ, cảnh núi non ba tánh hầu kề đó, vậy mà không chịu tu, còn gì nữa quý vị ơi. Thôi nha, thì hôm nay á là trong cái thời kỳ là chót hết rồi, thì chúng ta phải gắng cố gắng đi, cái cơ hội ngàn năm nó muôn năm, chứ không phải là có cơ hội này được hoài đâu quý vị ơi. Đâu phải mỗi ngày là mỗi quý vị như trên thế gian này ra ngoài chợ là gặp đồ bán, không có cửa hàng nào bán đạo đâu, không có chỗ nào hết trơn á. Có cơ hội này được ông Phật ra đây ra đời truyền đạo lần thứ chót, gọi lời kêu thúc, thầy nhắc cho bổn đạo gõ lòng đó, chừng ơn trên ban được lục thông, thầy mới được Tây Đông du thiết, thâu cho được con long ác nghiệt thì khắp nơi biết mến yêu. Chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, đặng chữa quả diệm nơi tâm cho tác, nẻo đạo hạnh ngày kia mới đắc chế chứ hờn đứa giữ ích chi. Phận tu hành tay gắt mặt lì, chịu cay đắng của người sang sớt, lòng sầu ghiêng hãy nên nguôi bớt, đừng thở than bận đến lòng ta, để cho thầy đi dạo ta bà, đặng giải kẻ đường xa chưa rõ đó. Thưa cùng quý vị, thì theo bây giờ chúng ta được ông Phật ra đời truyền đạo là chuyển kiếp lần này, lần chót hết rồi, không còn lần nào nữa chứ quý vị ơi. Thầy nói là hái gì kiếp chót vậy là hết, cuối sau cùng của đời Hạ Quân Hạ. Thưa cùng quý vị, như vậy thì trái đất xoay tròn, nó xoay rồi, trời đất xoay tròn rồi rút trở lại đầu, y gan thời Thượng Quân. Mà Đức Thầy cho biết là ước mơ thượng cổ hồi quy thế trần, no ấm phú thi an nhàn, chữ thi rồi pha linh pha chàng lệnh mở hội thi nên ta xuống bút đó. Vậy thì trần gian chớ hồn mình giữa lâm sang, thảnh thơi còn xuống thế gian làm gì đó. Thưa cùng quý vị, Đức Thầy cho biết rằng là bây giờ thầy Phật đều hiểu rõ chúng sanh trong cái thời kỳ này tu khó lắm, cho nên thầy mới tận tình dạy hết, dạy dỗ rồi là ủng hộ chở che nữa. Thưa cùng quý vị, chỉ có mình gắng sức thôi quý vị. Thầy nói giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngày ngày gặp ta đó. Trong đường tu mà nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm, chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật đó. Thầy xét lại khẩu nghiệp các trò còn nặng nề hơn hết, hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ma lòng, hãy lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau, với lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, hãy gắng sức thi hành, sẽ có thầy ủng hộ lo gì nữa quý vị. Vậy thì trong ngày nay Đức Thầy đã hứa ủng hộ, và thầy đã hứa hẹn những ai mà làm theo giáo lý của thầy thì thầy sẽ độ. Và ngài cho biết là dạy hỡi chư thần mau nói gót theo thầy, dắt chúng khỏi nồng cay đó, chứ đâu phải riêng một mình thầy đâu. Thầy còn phải cho các chư thần xuống đây rồi để dạy dỗ dương trần đó. Kể từ nay tiên Phật thánh thần lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết đó. Như vậy thì tiên Phật thánh thần đều xuống đây chơi rồi đó quý vị ơi, để dạy cho chúng ta thả thiền từ ở bên cõi bên kia đó, mà lấy là cái từ Đông Độ, mà từ ở bên nước Phật mà qua tới Đông Độ dắt người hữu trí này, hữu đức này ngang đó. Vậy thì kiếm con hiền đức dắt về nơi cõi Phật Tây Phương an nhàn. Vậy thì bây giờ chúng ta phải gắng cố gắng này ngang. Ông Phật ông nhọc công tới với thầy nào quản thân lương, muốn cứu thế xá chi bùng xịn đó. Vậy thì tới thầy không có than không buồn, nại công cực khổ gì trơn, còn mình không lẽ không chịu tu quý vị. Người ta đem hết sức đó, vậy thì bây giờ mình là mình phải gắng sức nữa mới đền đáp đợi cái công cái ơn ấy cho nó xứng nghe quý vị. Phải đồng thanh tương ứng, đồng xứng tương cầu mới được đó. Vậy thì sớm chiều mình đặng trái lời thường hành như vậy, nhớ lời đừng sai là bài toán thứ nhất đó nghe quý vị. Bài toán thứ hai là bố thí, bài toán thứ ba là giữ giới, bài toán đó là trường trai nào phải là còn là nhẫn nhục, nó còn phải là hành luôn cái trí huệ và huệ và cái trí tuệ. Chúng ta phải đem hết khả năng là biết được ông Phật rồi, phải dùng trí tuệ mình mà suy gẫm đó. Vậy thì bây giờ đã được rồi, thiền định trí huệ đã đến thì thôi, bây giờ phải hy sinh đời mình làm điều đạo nghĩa, rửa nhục tổ đường. Thôi giờ cái sự tâm sự chuyện trò đạo đức với toàn thể chư quý vị là nếu được gặp cái giáo lý cao sâu của Đức Thầy thì mình phải mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân hội này.
Vậy thì cái cơ hội mà Đức Thầy đã cho chúng ta chỉ một bài toán thì nó đủ rồi đó quý vị, khỏi cần phải dông dài, khỏi cần phải đi kiếm đâu xa. Bởi vì với cái kinh lực của Đức Phật ngày xưa thì nó quá trên ba tạng kinh mà quý vị khó tầm cầu, cho nên Đức Thầy mới đem cái nền đạo đức chấn hưng Phật giáo học đường giới trên hòa thượng chọn đường quy nguyên, nó trở lại một con đường. Vì cái giáo pháp là Đức Thầy đem truyền đạo nó bị suy đồi, cho nên nó là từ ngàn xưa Phật pháp gài then nó ít kẻ tu hành đắc đạo. Ngày hôm nay Đức Thầy mới chấn hưng đem cái đạo Phật là ta thừa dân sắc lĩnh Thế Tôn khắp hải giới truyền khai đạo pháp, hay lão đây dân lĩnh là của Phật Tôn hả, lãnh căn thượng phạt duy môn giữ lành. Thì giờ thưa cùng quý vị, ẩn sắc phàm dình đạo Thích Ca mà Đức Thầy cho biết đó, Đức Di Đà truyền mở đạo lành bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra sắc lĩnh báo ta truyền dạy, hay là lão đây dân lĩnh Minh Dương với lĩnh Phật Đường đi xuống là giảng dân, hay lĩnh Quan Âm dạy biểu cùng tròn cho bổn đạo gõ nguồn chân lý đó, ta thừa dân sắc lệnh của trời cùng ông là Phật tổ giáo đời phiên dân. Vậy thưa cùng quý vị, thì bây giờ trong cái buổi trao đổi gặp gỡ, mong cho quý vị làm sao mà bước vào cửa đạo và tầm tòi cho được cái bài toán đố của Đức Thầy mà để hành cho đúng lúc, để bắt cho kịp cái thời kỳ mà Đức Thầy đã chở gót lại Hội Long Hoa sắp lập đến, và cái đời tận diệt đã đến mà chúng ta không nắm bắt vào cái cơ hội thì không còn cái cơ hội nào nữa. Lần thứ chót gọi lời kêu thúc là nhắc nhở cho nhân loại chúng sanh trong thế giới ngày hôm nay chúng ta thấy được cái đạo màu diệt khổ có từ lâu, vì chúng ta là phải gắng tu hành chứ, để là ngài thầy cho biết là xưa thần tú làm điều tà mị mà gạt lường ba tánh đời đường thì nó quá lâu rồi. Hôm nay Đức Thầy đã mới ra đời chấn chỉnh cái đạo và đem cái chân lý, chúng ta gắng tu hành và cho kịp gặp được thầy được Phật thì có cơ hội lần sau cùng. Chúc cho quý vị gặp được Phật pháp nhiệm màu và tu hành được sớm mau đắc quả và được hưởng trong cái đời Long Hoa tiên Phật đáo ta bà lựa lọc con lành diệt quỷ ma và mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc hưởng công niệm Phật rất an lành. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chúc cho quý vị nhiều sức khỏe.